Khởi công từ năm 2013, sau 5 năm thi công, dự án mở rộng tuyến đường Trường Chinh vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng, đường đi thu hẹp, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Tuyến đường chỉ kéo dài 2 km từ ngã Tư Sở đến ngã Tư Vọng, dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Tuy nhiên, đến nay dự án mới triển khai xong việc giải phóng mặt bằng và mở rộng mặt đường được 1,3 km từ Hồ Mè đến ngã Tư Vọng. Vào khung giờ cao điểm, các phương tiện di chuyển khá khó khăn, không theo quy luật do rào chắn của công trường thi công đường trên cao chiếm một nửa diện tích lòng đường. Nhiều người tham gia giao thông đã điều khiển xe lên vỉa hè để tránh ách tắc, lấn chiếm làn đường của người đi bộ. Cái con đường Trường Chinh này đã đang xây dựng rất là lâu rồi, nhưng mà thường xuyên là gây tắc đường và khói bụi thì đợt này càng ngày càng nghiêm trọng. Hà Nội gần đây rất là ô nhiễm, thì ô nhiễm càng ngày càng lên cao. Mình thường xuyên đi làm qua tuyến đường này và cảm thấy rất khó chịu, không những là khói bụi mà là còn tắc đường thường xuyên nữa. Trong những ngày nắng nóng hay mưa lớn, giao thông càng trở nên hỗn loạn, các xe đan vào nhau gây khó khăn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Hàng ngày, hàng giờ, đường Trường Chinh vẫn là nỗi khiếp sợ của người dân. Việc xây dựng giang dở khiến con đường thường xuyên diễn ra cảnh ùn tắc, mật độ tham gia giao thông quá đông đúc, công trường thi công lấn chiếm lòng đường, người dân mở nhiều quầy bán hàng lưu động. Cộng với rác thải ngổn ngang chất đầy hai bên đường đã tạo nên thảm cảnh, xe máy thì tắc nghẽn, người đi bộ không có lối đi riêng, không những chỉ phải tránh những công trường thi công mà người dân còn phải tránh giải phân cách cứng bằng bê tông, rác thải, ống cống, cột, trông. Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh tắc đường cục bộ vẫn xảy ra trên trục đường này. Dù biết con đường này vốn nổi tiếng ùn tắc nhiều năm qua, nhưng nhìn cảnh các phương tiện chen lấn, nhiều người vẫn không khỏi ngán ngẩm và tự hỏi, đến bao giờ Trường Chinh mới hết hỗn loạn?